nay chúng ta cùng tiếp tục với nhìn vào cân để nhìn trọng lượng, đoán trọng lượng của biết được trọng lượng của các cái đồ vật. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện bài hoạt động số 2, điền vào dấu ô có chứa dấu hỏi chấm. Ở đây chúng ta có phần A, phần B và phần C. Các bạn hãy quan sát, ở phần A là cái cân đang cân một túi táo và chúng ta nhìn thấy đây là cân đồng hồ, còn ở đây là cân thăng bằng. Cân đồng hồ này thì chúng ta nhìn thấy cái kim đang chỉ ở vị trí là 500g, có nghĩa là túi táo này đang có cân có trọng lượng là 500g. Vậy chúng ta sẽ trả lời đây là túi táo cân nặng là 500g và chúng ta sẽ điền vào dấu hỏi ở đây là 500g. Tiếp tục, phần B, các bạn hãy nhìn cái cân và gói bột mì. Kim của chúng ta là kim màu đỏ đang chỉ đến là 250g, tức là gói bột mì này có trọng lượng là 250g. Và chúng ta sẽ trả lời được ở đây là gói bột mì cân nặng là 250g. Và chúng ta sẽ trả lời vào đây là điền vào đây là 250g. Tiếp tục chúng ta có phần C, túi táo cân nặng hơn gói bột mì là bao nhiêu gam. Các bạn nhìn thấy này, túi táo là 500g, bột mì là 250g. Chúng ta lại lấy túi táo là 500 trừ 250g và giữ nguyên đơn vị gam, chúng ta lấy 500 trừ 250 bằng 250. Và chúng ta trả lời theo câu hỏi thứ nhất, túi táo cân nặng hơn gói bột mì là 250g. Túi táo và gói bột mì cân nặng tất cả là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy cân nặng của túi táo là 500 cộng với cân nặng của bột mì là 250. 500 cộng 250 và bằng 750g. Chúng ta sẽ điền vào đây là 750g. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài hoạt động số 2, cách và biết cách nhìn vào cân để chúng ta biết được trọng lượng của các cái đồ vật. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.